Xin giới thiệu mọi người thì hiện tại nhà gốm đang có mặt tại nhà khách hàng đây rồi. Với kiến trúc truyền thống của các gia đình miền Bắc đó chính là ở trước nhà thì thường hay trồng cây cau này. Thì sẽ có một câu là trước cau sau chuối thì ảnh hưởng đến phần là âm dương trong phong thủy nữa. Mọi người có thể xem một vòng khung cảnh với nhà khách luôn, rất là rộng rãi thoáng mát này. Chào bà. Em tự như đóng hàng đến lúc mai là chị phát ký mà. Vâng. Đóng được ạ. Đóng được chị ạ. Vậy em cũng hay gửi sang bên các nước ngoài mà. Đây có cho rồi chị ạ. Đây. Thôi bắt hương luôn. Hai đi. Nếu mà chị muốn đóng thì chị gửi đi thì chị nhắn bọn em trước, thì bọn em có đóng để gửi đi mà, thì về nhà mình không phải đóng nữa. Đây, có nhiều cho lắm chị. Tạm thời em cứ để cho trong thùng này để em bỏ bát hương ra em kiếm chị nhé. Đây nhá. Khăn khô và bột thơm đây nhá. Cái này thì mình hòa với cả nước ấm. Thì mình nhúng bột vào thì nó sẽ hòa tan ra. Không phải lấy khăn mình lau thôi. Cho lọc bình dòng men dạng H60. Đây, một đôi đây. Đĩa trầu. Trầu đây thì đấy. Chén một đôi đây. Đèn thân váy ở bóng đây. Lợn, đây. Gọi lượng dòng H32 đôi lên chị. Kỷ ngai dòng văn chén đầy luôn. MB mâm bồng dòng phi 28-2 phi 331 đây. Hai cái nhỏ ở trên đấy còn đế với cả bát hương nữa. Oh.
chưa? Thường. Bình thường nếu mà nhà khách mà đặt lên ban luôn thì bọn em sẽ hỗ trợ bao giá ấy. Nhưng mà vì nhà mình là chưa lên ban ấy. Thì nếu mà chị chưa biết cách thì chị có thể bên các bạn tư vấn, các bạn ấy gửi cho chị video bao giá để mình làm theo nhé, cho đúng quy trình. Ok. Dạ. Mình chủ đích là mình chọn luôn hay là được các bạn tư vấn ạ? Nhà chị chọn luôn. À, là chị chọn nên dạng luôn ạ? Em thấy về kích thước ban nhà mình để cái bộ ba bát hương này là vừa đủ lắm chị ạ. Không bị to quá mà cũng không bị rộng mà không bị bé quá. Không nhìn thế, nhìn để dưới đất thế thôi chứ để lên bàn thờ là người ta để lên bàn thờ. Cái bàn thờ nhà mình nó to là để cái size như thế này vừa bàn thờ 2 mét mấy mà. Vậy là kết thúc một buổi chiều giao hàng của nhà gốm và hôm nay chúng ta đã có 2 đơn hàng, đó chính là một đơn là lục bình men dạn tứ cảnh mét 2 và một đơn là đồ thờ men dạn cho nhà khách hàng. Có thể thấy rằng là dòng lục bình hay là dòng đồ thờ men dạn đều được khách hàng rất là yêu quý và lựa chọn trong khoảng thời gian là dịp cuối năm gần đến đây. Hiện tại thì nhà gốm vừa hoàn thành xong đơn hàng và bây giờ chúng ta cùng lên đường về lại với showroom thôi.